Cảnh sát tại lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh bắt giữ một tàu chở dầu của Iran bị nghi ngờ chở dầu thô tới Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của liên minh châu Âu. Hoa Kỳ không xác nhận ngay lập tức một tin tức cho rằng họ yêu cầu vụ bắt giữ, nhưng cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã nói rằng, Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ tiếp tục ngăn chặn Syria và Iran trục lợi từ hành vi thương mại bất hợp pháp này. Giới chức Gibraltar được hỗ trợ bởi thủy quân lục chiến hoàng gia Anh chặn tàu Grace một vào hôm mùng 5 tháng 7 tại vùng biển Địa Trung Hải mà cả Anh và Tây Ban Nha vốn cách Gibraltar 4 km đều tuyên bố có chủ quyền. Iran đã triệu tập đại sứ Anh ở Tehran để bày tỏ sự phản đối rất mạnh mẽ đối với việc chiếm giữ bất hợp pháp và không thể chấp nhận tài sản của họ. Iran ủng hộ cuộc chiến của tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại nhiều phe phiến quân đang cố gắng lật đổ ông. Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ hiện đang có lệnh trừng phạt đối với Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran hồi năm ngoái khi ông rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 với Iran.